Môn Đà La Ni biết chúng sinh từ đâu sinh, Môn Đà La Ni biết chúng sinh phiền não hành, Môn Đà La Ni biết phiền não tập khí, Môn Đà La Ni biết phiền não phương tiện, Môn Đà La Ni biết kiến giải của chúng sinh, Môn Đà La Ni biết hạnh chúng sinh, Môn Đà La Ni biết hạnh chúng sinh khác nhau, Môn Đà La Ni biết tánh chúng sinh, Môn Đà La Ni biết dục của chúng sinh, Môn Đà La Ni biết tưởng của chúng sinh, Môn Đà La Ni thấy khắp phương môn đà la ni thuyết pháp môn đà la ni đại bi môn đà la ni đại từ môn đà la ni tịch tĩnh môn đà la ni đường lời nói môn đà la ni phương tiện chẳng phải phương tiện môn đà la ni tùy thuận môn đà la ni khác biệt môn đà la ni vào khắp môn đà la ni vô ngại môn đà la ni khắp cùng môn đà la ni phật pháp Môn Đà La ni pháp Bồ Tát, môn Đà La ni pháp Thanh Văn, môn Đà La ni pháp Độc Giác, môn Đà La ni pháp Thế Gian, môn Đà La ni thế giới thành, môn Đà La ni thế giới hoại, môn Đà La ni thế giới trụ, môn Đà La ni thế giới tịnh, môn Đà La ni thế giới cấu, môn Đà La ni nơi thế giới cấu hiện tịnh, môn Đà La ni nơi thế giới tịnh hiện cấu, môn Đà La ni thế giới thuần cấu, môn Đà La ni thế giới thuần tịnh. Môn đà la ni thế giới bằng phẳng Môn đà la ni thế giới chẳng bằng phẳng Môn đà la ni thế giới úp Môn đà la ni thế giới lưới nhân đà la Môn đà la ni thế giới chuyển Môn đà la ni biết nương tưởng trụ Môn đà la ni tế vào thô Môn đà la ni thô vào tế Môn Đà La Ni thấy chư Phật, Môn Đà La Ni phân biệt thân Phật, Môn Đà La Ni lưới quang minh Phật trang nghiêm, Môn Đà La Ni âm viên mãn của Phật, Môn Đà La Ni Phật Pháp Luân, Môn Đà La Ni thành tựu Phật Pháp Luân. Môn Đà La Ni sai biệt Phật Pháp Luân, Môn Đà La Ni vô sai biệt Phật Pháp Luân, Môn Đà La Ni giải thích Phật Pháp Luân, Môn Đà La Ni chuyển Phật Pháp Luân, Môn Đà La Ni hay làm Phật sự, Môn Đà La Ni phân biệt Phật chúng hội, Môn Đà La Ni vào biển Phật chúng hội, Môn Đà La Ni chiếu khắp Phật lực, Môn Đà La Ni chư Phật tam muội, Môn Đà La Ni chư Phật tam muội tự tại dụng, Môn Đà La Ni chư Phật sở trụ, Môn Môn la ni chư Phật sở trì, môn đà la ni chư Phật biến hóa, môn đà la ni Phật biết tâm hạnh chúng sinh, môn đà la ni chư Phật thần thông biến hiện, môn đà la ni trụ cung trời đâu xuất, cho đến hiện vào niết bàn. Môn Đà La Ni lợi ích vô lượng chúng sinh, Môn Đà La Ni vào Pháp thâm sâu, Môn Đà La Ni vào vi diệu Pháp.